Tới giờ xin tiền rồi con nẻm ơi. Tới giờ xin tiền rồi. Đù má nhỏ này đang hát được nè anh em ạ. Nhỏ này hôm qua đủ á. Hôm qua tao cho quà nè. Nhỏ này hôm qua đủ á. Tao vô tao giả tư sinh cho quà nè. Linh nè anh em ạ. Linh nè. Lần này anh em mình phải kỹ rồi nha. Kỹ rồi nha. Vô từ từ thôi. Vô từ từ thôi. Một thằng nói mít rè xong rồi bắt đầu anh em phải nói là ừ sao nó hơi rè chút xíu, hoặc là cái kiểu nha anh em. Đủ nó đừng có dập quá. Dập quá nó lộ. Dập quá nó lộ. Đủ má mày điên quá. Tao lần cặt gì mà tao kiểu đi ngủ qua. Lát nữa nó chửi tao luôn á. Đéo có gì hấp dẫn. Tại vì mày ngồi mày coi không à. Cái lòng má mày mày đi chơi đi rồi mày mới hấp dẫn. Mày ngồi mày coi không à. Đủ má mày anh em tụi tao đi đánh like thua chết mẹ. Nãy giờ mày đéo vô phụ mà mày kêu đủ mẹ mày kêu hấp dẫn. Ở đó một thằng kêu mít rè rồi thì anh em mình phải kêu là mít hơi giật đó. Sao lắc vậy ta. Đó hay quá em ơi. Đó hay quá. Đó trời ơi trời. Mít hơi giật. Đủ má mít hơi giật. Hơi lắc đồ các kiểu. Đù má anh hay lúa vô mà bắn 29 bông mày ghê mày. Hay lúa này dân chơi mày. Cố lên nè anh chị em ơi. Chiến này chơi lớn cái coi anh em ơi. Đó hay lắm. Đó tới giờ nó sửa mít rồi. Tới giờ nó sửa mít rồi. Đó nó lắc rồi. Cái mic nó cứ bị rè lắm. Mít em rút ra rồi hết rè rồi. Sao nghe nó giật sao á. Nó giật sao á. Ừ nó giật quá. Lãng quá. Nó lắc quá anh em à. Đó đủ má. Ừ lắc lắm. Đúng rồi đó. Đó phải y như vậy. Y vậy. Y vậy nha quý vị. Ráng chờ em xíu nha. Cho em xin 30 giây. Đó đủ quá. 21. Từ từ. Chờ nó 30 giây. Trời ơi trời hay quá anh em ơi. Đâu có thể thua hoài được. Đủ má. Đâu có thể thua hoài được anh em. Hay lắm. Mày thấy gì chưa? Hấp dẫn lại chưa thằng Lồn? Hấp dẫn lại chưa? Đủ má ra phải như vậy. Ít ra phải như vậy. Con nhỏ này biết tao. Đủ ấy đừng nhắc tên tao nha. Cái Lồn má nhắc tên tao là lộ đó. Đó cái Lồn má đó. Cái thằng Lồn. Thằng Lồn gì Tuấn Vũ 08920 kìa. Thằng Lồn này đủ má mày. Thằng Lồn mất dạy. Nè thằng nội gián này nè. À, không có rè đâu em ơi. Có thằng Tú Mai Lớp nó kéo người đi phá like đó. Mày đủ má. Mày nội gián rồi. Nội gián. Địch có mẹ nhà mày địch chứ trời ơi á. Thằng Tuấn Vũ cái đĩ má nó. Thằng này thằng nào trong đây kích nó ra mẹ nó đi. Chặn mẹ nó luôn đi. Anh em chát nhiều lên chút xíu cho nó trôi cơ anh em. Hơi lắc. Đó hay quá nè em ơi. Chắc nó đéo đọc được đâu. Nó đéo lo đọc comment đâu. Đó thằng Lồn nữa. Cái thằng Lồn này nè. Tao nói thiệt. Lồn Tướng Vũ này nè. Mày chơi đéo fanplay. Mày chơi đủ má. Mày chơi như vậy là mất dạy. Chơi như vậy là mất dạy rồi. Tao biết nó là thằng nào. Tao cốc đầu chích mẹ nó luôn. Bố mày. Trời ơi là trời. Đúng rồi nó chơi mà nhắc tên như thế này. Đủ má mày nhắc tên như thế này thì lòi ra mẹ rồi còn con cặc gì nữa. Đó, thằng Lồn á kìa. Thèm tán nó chích mẹ đó không. Trời ơi là trời. Đủ má nó thiệt chứ. Cho một chút mu xịt nè. Mu xịt. Lên anh chị em mời. Đẩy mạnh con số member lên nữa đó bà con ơi. Yeah. Đủ má nó kích mày ra gom mày hả. Bởi lồn má nó lại mất dạy đi.
Bây giờ hỏi là sao lãng vậy ta? Lên, đẩy mạnh con số member lên nữa nè anh chị em ơi. Ha ha ha. Đang vui thằng lòn kia đủ má. Thằng lòn kia giống như cứt đáy bô vậy đó. Thằng lòn kia giống như cứt đáy bô vậy đó. Thằng lòn kia giống như cứt đáy bô vậy đó. Đủ má nó ở đâu cái nó đút cái con cặp ba nó vô đây à. Thằng mất dạy này thiệt. Partner, partner. Boo, say ca boo, say ca boo cho đó là. Tao biết nó là thằng nào tao chết chết mẹ nó. Lòn của tao nguyền rủa nó thấy mẹ nó luôn. Tắt bình luận luôn hả? Đủ má tính năng bình luận tắt luôn rồi nè. Đó, nó tắt luôn rồi nè. Đó, đúng rồi. Đó, đủ má tắt bình luận tao luôn rồi đó. Tụi bay thấy chưa? Đó, hôm qua tao cho quà xong hôm nay tắt tao luôn rồi. Tại thằng lồn khí đéo ghê kìa. Tại thằng lồn mất dạy ghê kìa. Bởi tao nói thiệt. Bởi tao nói thiệt chứ. Bây giờ mình đi chút xíu đi. Tại vì ai đó đã hứa với em mà không phá. Bây giờ mình đi xíu đi anh em à. Mình đi xíu đi. Bây giờ lát hồi cái bắt đầu mình quay lại anh em à. Nhỏ này nè, ước có bụt nè. Đủ. Bụt tới nè con.